nay sẽ thử một trò chơi con sâu. Chưa biết chơi như thế nào. Lên, qua, 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 ok. Ok. Tiếp tục. Ăn táo sẽ dài ra. Rồi đi lên. À. Ok. Cũng được, chơi cũng được, cũng biết cách chơi nè. Rồi, rồi, tiếp tục. Ồ, xém rớt. Ok. Qua ba rồi. Giờ chúng ta sẽ tới hải thứ tư. Ồ. Sao? Cánh gai nhọn lên nè, lên nè, lên nè, con sâu này, con chó này không biết nữa. Sâu chó hay là con sâu chó? Rồi, sắp mở khóa cái gì đây? Lên nè, qua nè, 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 xuống 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 qua xuống qua xuống qua xuống xuống qua chết rồi. Bắt đầu lại thôi, đi đi lại các bạn ơi. Lên qua lên qua lên qua lên qua lên qua lên qua xuống 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 qua xuống qua xuống qua xuống qua thì đâu qua. Wow. Yeah. Ôi da, đói rồi, bụng đói rồi. Được rồi, xin mời mở cái gì đây? Mà bỏ luôn đi. À, cái này sẽ đi vòng thẳng qua phía ngoài cùng. Xuống dưới. Rồi. Lết qua. Đó, rồi xuống dưới, lết qua, xuống dưới, xuống dưới. Qua lết qua móc lên. Cái ban đầu dễ lắm. Ồ, sắp có con sâu mới. Qua 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 xuống. Rồi, sắp được một con sâu gì rồi. Rồi. Tiếp tục thôi. Rồi, được một con sâu chim nhưng mà thôi không mấy đâu. Đá có thể di chuyển à, xuống này, qua nè, xuống này, qua 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 nè, lên nè, qua nè, lên nè. Qua bên cửa tiệm rồi, ngẫu nhiên. Ồ, một con gì đây không biết nữa. Ồ,
con chim cánh cụt hai cấu à. Cậu vô luôn. Lên 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 qua xuống 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 qua xuống. Hay quá. 23 rồi các bạn ơi. Quá dài rồi các bạn, bye bye các bạn.